Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một tựa game sẽ sắp ra mắt ở thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Có tên là Project Knight, Thiên đường giả lập. Wow, đập vào mắt đó chính là cái tạo hình từ nhân vật, tiếng nhạc, bối cảnh xung quanh background ấy các bạn. Với lại cái nhìn cái phông chữ này, ui, nhìn các bạn có liên tưởng đến một cái phong cách của Cyberpunk ấy. Ừ, nhìn nó viễn tưởng và nó là công nghệ dã man luôn, đập vào mắt luôn này. Tặng 5.000 lượt quay, wow, hấp dẫn nhờ. 5.000 lượt quay cho quay đi chết mất. Đây, ok, trải nghiệm nào. Ok, đây là nhân vật nam và đây là nhân vật nữ. Wow, nhân vật nữ nhìn cháy nhỉ, làm quá nhân vật nữ đấy. Cháy thực sự. Các bạn có nghe tiếng nhạc không? Nhạc game khá bắt tai mà nhìn kiểu kiểu cuốn ra mà này. Âm âm lượng game kiểu cuốn ra mà. Ui. Như vậy là một dòng game có lẽ là thuộc thể loại Capital đúng không? Không. Capital chưa biết nhưng mà chắc chắn là một dòng game có lẽ là thuộc thể loại turn based. Xếp hai bên thế này khả năng cao là turn based rồi. Đúng luôn. Chính xác luôn, hệ thống nhân vật đúng như mình nói, nó mang một cái phong cách viễn tưởng khá nhiều, một phong cách cyberpunk máy móc. Ở đây thì nếu như mà mình không nhầm nhá, nếu như mà mình không nhầm thì đầu tiên chúng ta sẽ có một hệ thống nhân vật, và nếu như thiết kế kiểu này thì sẽ là khả năng cao sẽ là hệ thống nhân vật 6x6 đấy, ba tướng trên ba tướng dưới. Hoặc là không, nhìn cái phong cách thiết kế này là chắc chắn là 6x6 rồi. Đấy, còn cái con nhân vật đứng ở góc bên trái màn hình của mình nó chính là con main. Con main này nó sẽ là một con tướng, một con nhân vật có kỹ năng nhưng mà nó không bị tác động bởi trận đấu, khả năng cao sẽ là như vậy. Đấy, cái góc đứng này là khả năng cao sẽ không bị tác động bởi tướng ở phe địch. Nhưng mà nó vẫn có thể dùng kỹ năng lên các tướng phe địch được. Kiểu như một loại thần thú ấy. Em hình dung được không? Ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ kỹ năng này gọi là kỹ năng dành cho main ấy. Rất cụ thể luôn. Ok. Cháy. Cháy phết nhỉ. À, có tăng tốc độ này. À, vượt ải 1.1 thì tăng. 1.1 ải này hả? À, này là ải 1.1 rồi đúng không? Thế thì mình tính ra là vượt ải này là tăng à? 1.2 thì mở thêm tự động. Ui, nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Còn nữa không? 3.9. 3.9 là mở bỏ qua. Ui. Nghe nó có vẻ hấp dẫn nhỉ. Ồ. Và bỏ qua là game thì gọi là tuyệt vời luôn đấy. Vào đánh phát bỏ qua luôn, không nói nhiều. Rồi chắc chắn tăng được tốc độ rồi này. Wow. Ongaku, gia tộc Phantom. Rồi, ở trong tựa game này chúng ta sẽ có hệ thống gia tộc bao gồm gia tộc Phantom, học viện Alpha, băng Cyber Gua và thuật sư cổ tộc. Đấy là bốn cái hệ, bốn cái thế lực ở trong cái tựa game này mà các bạn sẽ kiếm nhân vật xoay quanh bốn cái thế lực này. Đấy, cháy luôn. Nhân vật thì chắc chắn sẽ có kiểu máy móc này. Đấy, tôi biết ngay, tăng tốc độ ngay, sở đánh nó khác hẳn. 1.1 tăng tốc độ, 1.2 có tự động và 3.9 mở bỏ qua. Ui, game này có vẻ dễ đi map này. À, dùng một chiêu này mà quên không dùng. À, mà hết bố trận rồi. Khỏi dùng. Khỏi dùng luôn. Rồi, lúc đầu thì có lẽ là sẽ đi ải là chủ yếu, đi ải chủ yếu bởi vì nó là tutorial mà, các bạn sẽ phải đi ải sau đó là thực hiện các nhiệm vụ. Đấy, để nó mở ra thêm các cái tính năng. Đấy, tính năng thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta luôn, chúng ta cũng sẽ dễ dàng khám phá hơn. Đấy, nhưng mà thật ra thì cá nhân tôi thấy cái việc tutorial là việc cần thiết của một con game, nhưng mà biến một cái tutorial quá dài thì nó lại là một cái điểm hạn chế và mọi người sẽ rất là chán nản khi mà một tựa game có tutorial quá dài. Tựa game này thì mình không biết, chơi biết. Cháy luôn. Ongaku. Đi ải xong chúng ta sẽ nhận được cơ số là các cái vật phẩm, và có lẽ là sẽ là vật lại một thêm một con của gia tộc Phantom Zido các bạn. Ai, có thêm đồng đội. Ủa, nhìn quả thế giới này. So. Nhìn chớp chặn, nhìn đèn nháy các kiểu chớp lóe cả mắt, IGB các kiểu.
SR Sarozi. Ủa cái này tôi vừa bấm chưa mộ ra. Chùm hacker luôn. Ai à, nghe gắt thế. Ủa cái này tôi nó vừa bấm tự động luôn hả? Tôi vào tôi chưa kịp cái gì, tôi chỉ biết bấm theo chỉ dẫn của nó thôi. Ừ thì ra đấy là quay tướng. Ồ Hero ra trận có ít nhất là ba phái cái quạt duyên. Ồ như vậy là khả năng cao là hệ thống nhân vật đây nó sẽ có một cái hệ thống duyên. Và nếu như thuộc một cái thể loại dòng game mà mình đã từng chơi ấy, thì đây là một trong những con game mà sẽ là nâng cấp thoải mái các hệ thống nhân vật này. Rồi cái hệ thống duyên của nó, mỗi con tướng sẽ có một bộ duyên riêng và nó có một cái gọi là hợp kỹ riêng, có nghĩa là nó sẽ đi cùng với một nhóm đối tượng hoặc một cụm tướng nào đó thì nó sẽ kích hoạt một cái kỹ năng đặc biệt của nó, thường sẽ là như vậy. Còn không từ trải nghiệm mình chúng ta sẽ được khám phá dần dần mà kiểu gì trả ra các tốc độ tăng được x bao à không, tại tôi thấy là mới được x2 thôi đấy, bỏ qua này thì là vượt chương 3.9. 3.9 thì chắc có lẽ là trong khuôn khổ của video thì khả năng cao rồi. Tôi cũng không thể nào ngồi đi từ ải 1 đến ải 3.9, có thể rút ngắn thời gian bằng cách đi ải riêng sau đó quay đoạn sau để trải nghiệm những cái tiếp theo của game. Ừ còn thì hiện tại bây giờ thì trong khuôn khổ của video nó thời lượng nó cũng vừa phải thôi, nên là mình chỉ khám phá những cái chủ chốt thôi. Roro bỏ đi một chữ R là thành thanh niên mù đường ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về cái việc nâng cấp nhân vật. Có nâng cấp liver này. Rồi ok. Có tiến bậc. Ok, tiến bậc sẽ tăng tướng lên tăng tăng cái gọi là tiến cấp cộng tướng rồi có cả tăng sao. Như vậy là chúng ta sẽ vẫn là một tựa game gacha thuần đấy. Có một cái điểm đặc biệt ở trong tựa game này mà tôi thấy về cơ bản là nhiều tựa game thuộc loại cả battle nó không có, đó chính là việc nâng cấp một con tướng, hay cụ thể ở đây là nâng sao. Nâng sao một con tướng sẽ có thể làm tăng phẩm một con tướng đó. Như đây, sau khi tăng đến 5 sao sẽ tăng phẩm của nó. Và khi bấm vào đây các bạn thấy, một con tướng có thể tăng phẩm lên cao nhất là UR, mặc dù phẩm cơ bản của nó chỉ là phẩm R. Tướng SR cũng như vậy, từ SR lên SSR sau đó lên UR. Như vậy là tất cả các tướng ở trong tựa game này, dù là ở phẩm nào chăng nữa thì nó cũng đều có thể nâng cấp lên cái phẩm tối đa của game. Đấy, tất nhiên là trong game cũng có những con tướng sinh ra nó là phẩm SSR rồi đúng không nào, nhưng mà đa phần thì thường thường sẽ là SSR đến UR chứ không có chuyện là từ các phẩm thấp hơn. Như vậy là cái sự cân bằng ở trong tựa game mà sẽ có, nghĩa là có những con tướng các bạn có thể dùng từ đầu cho đến cuối game mà không sợ là khi sở hữu những con tướng mạnh hay là chính những con tướng phẩm chất nó đè cái gọi là kỹ năng tướng ấy nó ra mắt thì các bạn sẽ phải vứt những con tướng nó ra khỏi đội hình. Không, ở đây chúng ta sẽ có thể nâng cấp nó lên được và kiếm những con tướng mà nó phù hợp với đội hình của các bạn, dùng từ đầu cho đến cuối vẫn hợp lý, thì trong tựa game này nó giải quyết được vấn đề đó, thì nó sẽ giúp cho việc các bạn cái đội hình sắp xếp hay là cái tem đi của các bạn nó sẽ được thoải mái hơn, nó sẽ được đa dạng hơn chứ nó không bó buộc bởi cái việc là càng về sau thì càng phải sở hữu nó con tướng tư chất phẩm cao sẵn. Đấy, anh em hình dung ra chưa? Thì tôi nghĩ sẽ hay hơn rất là nhiều. Ừ, đó là một điểm thú vị ở trong cái hệ thống nâng cấp tướng ở trong tựa game này. Có một cái khá là thú vị ở trong phần đi ải, đó chính là khi mà các bạn hoàn thành ải sẽ nhận được một cái phần quà như đây chẳng hạn. Đây là mình hoàn thành ải chương 2, ải chương 2, hoàn thành tất cả ải chương 2 mình sẽ nhận một phần quà như thế này. Tất cả các ải mà các bạn đều có thể nhận được như thế hết. Thì đây có kim phiếu và một cái hợp đồng dùng để gacha tướng. Đó, dùng để gacha tướng. Đây, hoàn thành ải chương 2. Đó. Thì sau khi các bạn nhận được phiếu này, các bạn có thể ra để quay tướng. Và trong cái ải hoàn thành cái ải chương 2, ải 6.2, 2.6 ấy, thì các bạn nhận một vé. Và cái vé này khi mà các bạn gacha ấy, các bạn chắc chắn sẽ nhận được một con tướng SSR. Đấy. Và cụ thể, đó chính là con Rima. Đấy, đây là lần chắc chắn các bạn sẽ nhận được con tướng này, một con tướng SSR. Và tất nhiên là nó so với các con tướng các bạn đang có sẵn thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều, và các bạn có thể sử dụng nó để bổ sung vào cho đội hình của các bạn, để giúp cho đội hình của các bạn nó khỏe hơn đúng không nào, dễ dàng đi ải hơn, anh em thấy không? Ngoài ra thì các bạn có thấy mỗi con tướng nó sẽ có một cái nghề nghiệp và một cái vị trí riêng trong đội hình, hay là loại công hay là loại thủ đấy, loại trị liệu hay là loại tanker đấy, nó có sự khác biệt rõ ràng. Đây
Trên mẹ tôi bấm nhanh quá nhỉ. Đây có cái loại đây gọi là kích duyên các bạn. Khi ra trận cùng với Senji tăng 15% sát thương bạo, Jima tăng 15% tỷ lệ chính xác. Và khi chiến đấu thì cả hai nhận hiệu quả kích duyên theo vị trí. Nếu như ở cùng hàng ngang hay là cùng hàng dọc nó sẽ có những cái chỉ số khác nhau. Ủa, mẹ. Hệ thống kỹ năng thú vị dã man. Và nếu như mà các bạn thắc mắc ấy, là Sentry ở đâu ra ấy, thì ngoài quay tướng ra có một chỗ nữa nhanh nhất luôn á, nạp đầu. Là một gói nạp bất kỳ thôi, ăn ngay con Sentry, ngoài ra sẽ có những phúc lợi ăn theo những cái ngày tiếp theo ở dưới phần này nữa. Đấy, à, các bạn sẽ nhận quà một lần nạp, nhận quà trong vòng 3 ngày. À, có vé quay, có kim cương, có tướng là kích duyên đấy thì rất là quan trọng luôn á. Đây, các bạn khi mà muốn xem chi tiết về một vị tướng ấy, các bạn có thể bấm vào con tướng đó. Và ở phần bố trận thì các bạn có thể xem được cái đội hình đề cử này, cái duyên được kích hoạt này, rồi đấy, cái nghề nghiệp của chúng nó tương ứng này. Đấy, rất nhiều những cái thông tin ở đây để các bạn có thể nắm bắt. Đó. Ngoài ra thì các bạn bấm vào phần chi tiết, các bạn có thể xem được đấy, là kỹ năng của nó gồm những kỹ năng gì, bị động, chủ động hay là như thế nào đó. Đấy, thiên phú cụ thể bậc tăng sao tăng những cái gì bên dưới nữa nè đó, tiến cấp sẽ tăng những cái gì đấy, kích duyên có thể nắm bắt được bộ duyên của con tướng đó và kỹ năng của con tướng đó. Đấy, đây là cái gọi mình gọi là cái hợp hợp kỹ này. Đấy, cái này gọi là mình hay gọi là nó là hợp kỹ, và bên dưới này nó sẽ là bộ duyên mà nó chỉ đi với con tướng đó hay là mang con tướng đó lên, chính là chỉ sở hữu con tướng đó trong đội hình thì các bạn sẽ tăng được chỉ số thuộc tính. Đấy, còn cái này thì các bạn sẽ phải mang lên trận. Đó, nó khác nhau nhá. Ngoài ra đây chúng ta sẽ có hai loại bút, bút doanh trại và bút gia tộc. Như con này nó là một trong bốn cái gia tộc mà lúc nãy mình vừa kể cho mọi người, thì nó sẽ có cái chỉ số bút này khi các bạn mang chúng nó cùng lên trận. Đấy, phần nhận này thì nó sẽ là hướng dẫn chi tiết các bạn cách để có thể sở hữu con này. Đấy, về cơ bản khá là chi tiết, khá là chi tiết. Như lúc đầu mình có nói là khi mà các bạn vượt ải thì cuối ải các bạn sẽ nhận được một phần quà. Và ngoài ra nữa, khi mà các bạn hoàn thành ải 3.9 xong thì nó sẽ mở cho các bạn một cái là vượt ải chính để có thể nhận quà. Và phần quà sẽ là gì? Đây. Tướng Hotaru. Không, cái này thực chất nó chỉ là một phần thôi. Hệ thống tướng này nó chỉ cung cấp cho các bạn một cái cặp tướng có bộ duyên đi cùng với nhau để sử dụng đi trong đội hình trong giai đoạn đầu game. Nhưng cái quan trọng hơn ấy, đó là cái đám vé quay này nó mới là quan trọng. Đấy, cái đám vé quay này mới là quan trọng và cực kỳ nhiều vé quay luôn. Và các bạn cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được quay để kiếm ra tướng SSR. Và sau đó dùng cái đám tướng SSR đó để tiếp tục làm các nhiệm vụ để nhận thêm lượt quay. Nó là một cái vòng tuần hoàn và rõ ràng thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc sở hữu hero và nâng cấp chúng nó lên, bởi vì những con phẩm thấp thì sẽ cần khá nhiều để mà nâng cấp chúng nó lên sao cao hơn và phẩm cao hơn, đúng không nào? Và quay tướng và tặng lượt quay tướng nó chưa phải là cái điểm cuối cùng của cái việc phúc lợi trong tựa game này. Đây, tặng hero LR luôn. Dễ dàng cơ. Đây các bạn, khủng khiếp, nó nằm ở chỗ này này. Đấy, khi mà các bạn đạt nhân vật lên level 20 thì các bạn có thể rút tướng ở đây. Đấy, và các bạn nhìn xem, mình còn 5.010 lượt rút, 5.010 lượt rút. Mỗi lần rút thì có lẽ các bạn sẽ được rút 3 con, à rút rút 3 lần, và trong các lần đó thì có lẽ chắc chắn sẽ được một con S rồi. Đó, canh phục. Và các bạn nhiệm vụ đơn giản lắm, chọn thôi. Chọn cái lần rút nào thấy con ngon thì các bạn chọn. Trong này chắc chắn được một con SR. SR gì thì tôi không biết. À, hên xui, nhân phẩm của các bạn nhé, nhân phẩm. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ nhận được. Thế cho nó nhanh. Nhận được một trong ba. Các bạn chọn con nào, đơm con đấy. Cái này nó cũng tùy thuộc ấy. Tùy thuộc vào thật ra là SR thì cũng mạnh đấy, nhưng mà mình nói rồi. Giờ SR thì đều nâng cấp đến UR. Nên là nhiều khi mọi người có thể tập trung vào những con SR để nâng cấp cơ. Ừ, chứ chắc ta lấy những cái ô vị trí là SSR đâu. Đấy, cái này thôi. Các bạn có 5.000 lượt. Nhân vật đạt level 20, đơm luôn. Hiện tại bây giờ là mình là 17. Cứ cày lever thôi. Cày map, nhận vé quay. Cày map lên lever. Giao ngoài này nhận từng SSR. Ui, nghĩ xem. Game mới đơn giản thực sự luôn đấy. Rồi, khám phá thêm một số cái trong game nhỉ. Bộ sưu tập.
Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc các bạn sở hữu các cái phẩm tướng, các cái phẩm tướng từ tướng R này, SR này, SSR này, UR, sở hữu một con, hai con hay ba con đều nhận được quả. Nhưng mà ở dưới này thì nó sẽ yêu cầu các bạn nâng cấp, nâng cấp từ R đến tím đấy, kiểu vậy. Tập kết, ui, mở khóa tất cả hero nhận 8.800 kim cương. Ui, nhưng mà không biết là số lượng hero là bao nhiêu. Quan trọng là vậy, biết bao nhiêu mới mở đủ, đúng không nào? Cái này chỗ nhận thể lực, quả điểm danh này. Ok, nó sẽ có quả điểm danh, quả này chắc là theo tháng, theo tháng. Ui, điểm danh 3 ngày liên tục nhận luôn cái gì đây, chọn hero giờ. Ui, mà game mày tặng nhiều mày tướng thế nhở. Ảo thật đấy. Nào, những cái sự kiện gia nhập nhóm này các bạn cũng có thể tham gia, bấm vào đây để có thể nhận được các phần quà, toàn là quà giá trị thôi. Vote app này đấy, tặng rất nhiều vé quay luôn, có cả shop pe luôn ạ. Ảo thật. Nhiệm vụ ngày đây, cái này cũng hợp lý này, hệ thống nhiệm vụ để cho các bạn thực hiện này, nhận thêm phúc lợi của game này, cháy luôn này. Ok này, ngoài ra thì có cả nhiệm vụ tuần, thành tựu, còn có cả nhiệm vụ thời hạn nữa. Ui, hệ thống nhiệm vụ khủng khiếp thật, mục tiêu hàng ngày nữa, trời, nhiều cái làm thế à, rất nhiều cái để mà nghịch luôn trong tựa game này. Hấp dẫn. À, mình lên level 20 rồi nhỉ. Vào nhận hero thôi, hiện tại bây giờ thì cũng chưa biết con nào mạnh con nào yếu, nên là các bạn có thể dùng chơi game trải nghiệm một vài server, sau đó đúc rút được kinh nghiệm, kiếm những con tướng ngon để có thể gọi là quay ra. Cái này không biết là mình không nhận thì thoát game ra vào lại nó có reset không ta. Reset nó ngầu dài thôi thì ảo nhỉ. Ôi, mình nhận bừa một con đi xem nào, bấm vào này xem nó có kích duyên với con nào trong đội hình của mình đang có không ấy. Thì mình dùng nghe nó cũng hợp lý này. Đấy là cách chơi có lẽ là nhanh nhất rồi. Cá nhân tôi thấy là không không có con nào rồi, không có duyên với con nào rồi. Ôi tuyệt vời. Ok, nhận bừa một con đi, nhận bừa một con đi. Yes, rồi ta tiếp tục rút tiếp. Cứ nhận xong là các bạn rút, sau đó là các bạn hoàn thành cái yêu cầu của game nhà phát hành đưa ra thì các bạn lại được nhận tiếp thôi. Nên kiểu gì cũng chỉ có là tăng level ấy mà. Game buồn đẹp trai thế, Odin luôn ạ. Wow, chơi cả thần thoại Bắc Âu ở đây rồi. Ui, con này nhìn quen này, con này như kích duyên gì trong đội hình của tôi, nên là chắc tí tôi sở hữu con này đi. Đấy, lên level 27 nhận tiếp. Ui, các bạn thấy mà sở hữu tướng nó dễ không, dễ ra màn luôn ạ. Rồi rồi, con gì đây, quà đăng nhập. À, đăng nhập ngày 1 nhật vé, đăng nhập ngày 2 10 vé, ngày 3 là 20 vé. Ui, cho đến tận ngày 14 làm sao để xem được ngày thứ tư thứ năm đây, này nó không cho xem thì sao ấy. Cay thế nhở. Ui, quả đăng nhập ngày 4 này, yêu lại tướng SSR, à không, thần binh cam các bạn. Ui, vào quay luôn đi các bạn nhỉ. Đây, triệu hồi 100 lần có thể nhận thêm dương SSR. Ui, một ngày được quay tối đa 3.000 lần thôi á, hơi ít nhỉ. Ở đây tôi có cả danh sách tâm nguyện nữa các bạn ạ. Cũng cũng phải rút một 100 lần, cũng phải quay 100 lần thì mới được chiêu mộ danh sách tâm nguyện này. Ở đây tôi có ba loại rút: chiêu mộ hero, hữu nghị, cái này cấp 26 mình mở, chiêu mộ hoàng kim chắc là tướng sĩ các bạn. Tướng sĩ. Chiêu mộ hữu nghị này thì có lẽ là dùng cái điểm mà bạn bè, đúng không nào? Tôi quay đây, tới đâu nào? Ôi giời, một SSR luôn ạ. Gần như, không phải gần như, chắc chắn 100% là các bạn khi mà các bạn quay là cứ x10 là các bạn sẽ được một con, cứ x10 là các bạn sẽ nhận được một con tướng hero phẩm SSR. Quan trọng nó là con gì, giúp các bạn nâng cấp lại không thôi đấy, chứ còn chắc chắn là được nha. Thế thì ngon quá nhỉ, sợi ơi, đi kiếm vé mà chơi được chương gì nữa các bạn. Và một tựa game mang phong cách viễn tưởng cyberpunk thì cái hình ảnh của nó sẽ là cái phần cuốn hút nhất. Tất nhiên là khi mà dùng một con tướng, các bạn sẽ muốn có sự gì đó đổi mới trong nó, đúng không? Thế thì chỉ có skin là thứ giúp mà đổi mới thôi, đúng không nào? Đây, đầu tiên sẽ nói về nhân vật trước, nhân vật chính ấy. Các bạn cũng sẽ có hệ thống skin của nhân vật chính, cháy luôn, cháy luôn. Đó. Và nó sẽ được update dần dần. Nhìn quả skin này, hiu, có cái nút chơi thử ạ, để test và có cả cách nhận đó. Bấm thử xem nào. Ôi giời ơi,
Tôi xem luôn mà. Tôi xem trước luôn mà. Cháy ghê luôn ấy. Ai để tôi đợi nó hồi điểm đủ 35 điểm tôi dùng skin cho nó ra cái trò trống gì không nào. Yêu 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 animation đấy các bạn ạ, tuyệt vời chưa đấy. Nhẹ nhàng có thể test trước để có thể xem một lựa chọn. Ôi, cái này còn chưa ra mắt hết nên chúng ta từ từ chờ đợi. Ngoài ra thì hero các bạn cũng có thể sở hữu được các cái skin nhân vật riêng đấy, ngon chưa, chờ cháy luôn. Tất nhiên là tôi nghĩ là không phải con nào cũng sẽ có đâu. Ừ, tôi nghĩ thế. Đấy. Thấy không? Một số con nhân vật nó sẽ chưa có hoặc nó sẽ là không có. Có không tôi cũng không biết. Ừ, nhưng mà một số nhân vật thì sở hữu skin khá là bắt mắt nha. Ok, và ngoài ra nữa có một cái mà có lẽ các bạn sẽ phải lưu tâm nhiều chính vấn đề đi ải. Như các bạn đã biết, đó là khi mà các bạn lên qua ải 3.9 ấy thì các bạn vào các bạn đi map phát các bạn được bỏ qua luôn. Như này, tôi vào tôi bấm cho mọi người xem. Đấy, bỏ qua luôn. Rất nhanh luôn. Nhưng mà còn một cái còn nhanh hơn nữa các bạn ạ. Đó chính là khi mà các bạn khiêu chiến thế này, 10.10 sẽ mở khóa khiêu chiến nhanh. Đấy, nó còn nhanh hơn nữa cơ. Đây là những cái ưu đãi khủng khiếp trong tựa game này. Nói chung là sẽ cảm thấy cái việc đi ải nó không còn quá là lê thê, quá là mất thời gian của mọi người nữa. Mọi người sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn. Chỉ những cái ải nào khó quá thì các bạn cần phải tập trung để giải quyết cái ải đó mà thôi. Liên quan đến việc xếp đội hình, sử dụng những tướng sao cho phù hợp với những cái ải kiểu như vậy, nó cũng sẽ là cái điểm mấu chốt khi mà các bạn mang đội hình của bạn đi PK kiểu là như vậy, đúng không nào? Rồi, ok. Trên đây là một số những cái review sơ lược của mình về tựa game Project 9 và sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới cho mọi người. Một tựa game với đồ họa anime, phong cách một tựa game phong cách cyberpunk, một tựa game chiến thuật cyber, đúng không nào? Với hệ thống hero ngang cơ mà giúp các bạn có thể nâng cấp được từ phẩm R cho đến phẩm UR dễ dàng luôn, rất là đáng để cho các bạn trải nghiệm một cái hình ảnh mới, một cái phong cách game mới và một cái cốt truyện cũng hoàn toàn mới, không còn quá bó buộc vào những cái cốt truyện thuần như kiểu là Tam Quốc hay là những cái bộ anime chính thống nữa, đúng không nào? Ngoài ra ấy, thì hiện tại bây giờ trên kênh của mình có nhận được một số những cái phần quà khá là thú vị dành cho mọi người, đó chính là code. Đấy, mình có tặng cho anh em 6 cái code. Mình để tất cả dưới phần mô tả video nhé. 6 cái code mình để tất cả ở dưới phần video, dưới phần mô tả video. Mọi người xuống đấy copy để nhận. Đây sẽ là một cái phần quà để tặng cho các người chơi. Đây là code chung hoàn toàn, đây là code chung hoàn toàn. Đây là phần quà nhỏ nhỏ để tặng cho anh em trải nghiệm game nhá. Xuống phần mô tả lấy code chung mình nhá. Rồi, link tải game ở dưới phần mô tả video, fanpage và group mình cũng để dưới đấy giúp tôi cho mọi người. Anh em tham gia vào fanpage để hóng các cái sự kiện nhận code này hay những cái quà event mà chuẩn bị ra mắt nhân dịp mà game sẽ mở mở bản chính thức chẳng hạn kiểu vậy. Còn tham gia vào group sẽ giúp cho các bạn thảo luận đội hình và tướng tá cùng với những người chơi trong đó nha. Tất cả dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.